Dobrý den. Có rất nhiều phụ huynh có con cái học tập tại Séc, nhưng vì không hiểu tiếng Séc nhiều, nên đôi khi cũng không nắm rõ được học lực của con là tốt hay không tốt. Vì vậy, trong video lần này, Tanda Škola sẽ mang cho các bạn một số từ vựng trong trường, cùng một số câu hỏi thường được sử dụng trong trường. Cũng có những câu hỏi dành cho phụ huynh muốn quan tâm nhiều hơn đến việc học của con cái ở trong trường. Učitelka. Učitelka. Cô giáo. Učitel. Učitel. Thầy giáo. Třídní učitelka. Giáo viên chủ nhiệm. Třídní učitel. Žákovská knížka. Žákovská knížka. Quyển sách liên lạc. Vysvědčení. Vysvědčení. Bảng điểm. Známka. Známka. Điểm. Výborný. Výborný. Điểm 1. Kvalitebný. Kvalitebný. Điểm 2. Dobrý. Dobrý. Điểm 3. Dostatečný. Dostatečný. Điểm 4. Nedostatečný. Nedostatečný. Điểm 5. Rozvrh. Rozvrh. Tvoj chvabil. Pochvala. Pochvala. Lejchen. Třídní schůzka. Třídní schůzka. Hopfuhing. Domácí úkol. Domácí úkol. Bajtopvěňa. Một số câu hỏi giao tiếp cơ bản trong lớp. Můžete mi prosím ještě jednou vysvětlit? Můžete mi prosím ještě jednou vysvětlit? Thầy cô có thể giải thích lại cho em một lần nữa được không? Můžete mi to prosím napsat? Můžete mi to prosím napsat? Thầy cô có thể viết lại điều đó cho em được không? Zapomněl jsem doma sešit a učebnici. Zapomněla jsem doma sešit a učebnici. Em đã quên vở và sách ở nhà. Zapomněla jsem udělat domácí úkol. Zapomněl jsem udělat domácí úkol. Em đã quên làm bài tập về nhà. Đi dã ngoại. Kdy pojedeme na výlet? Kdy pojedeme na výlet? Khi nào chúng ta sẽ đi dã ngoại? Kam pojedeme? Kam pojedeme? Chúng ta sẽ đi đâu? Kolik bude stát výlet? Kolik bude stát výlet? Buổi dã ngoại mất bao nhiêu tiền? Kolik budu potřebovat peněz sebou? Kolik budu potřebovat peněz sebou? Em cần mang theo bao nhiêu tiền? V kolik hodin se vrátíme? V kolik hodin se vrátíme? Chúng ta sẽ trở về vào lúc mấy giờ? Phụ huynh hay hỏi gì? Jak se můj syn učí ve škole? Jak se můj syn učí ve škole? Con trai tôi học ở trường thế nào? Jak se moje dcera učí ve škole? Jak se moje dcera učí ve škole? Con gái tôi học ở trường thế nào? Co mu nejde ve škole? Co mu nejde ve škole? Con trai tôi học kém gì ở trường? Co jí nejde ve škole? Co jí nejde ve škole? Con gái tôi học kém gì ở trường? Proč máš špatný známky? Proč máš špatný známky? Tại sao con tôi bị điểm kém? Dává pozor na tabuli? Dává pozor na tabuli? Con tôi có chú ý lên bảng không? Trong video lần này có khá là nhiều từ vựng đúng không nào? Nếu muốn nhớ kỹ các bạn hãy ngay lập tức sử dụng chúng trong thực tế nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Nếu có câu hỏi nào các bạn đừng ngần ngại để lại dưới phần bình luận. Hoặc các bạn muốn học về chủ đề nào yêu thích thì hãy đề xuất cho Tamda Škola nhé. Tặng Naskledaner.